Hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nay sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn một dòng sản phẩm mới được ra mắt từ nhà Oppo nha các bạn nhé. Thì trước mặt các bạn đây là chiếc Oppo Reno 8T 5G vừa được Oppo ra mắt vừa rồi, cách đây vài ngày nha các bạn. Hiện tại để mình review nhanh cho các bạn đó về thiết kế. Thì máy có thiết kế bo tròn khá mềm mại nha các bạn nhé. Lần này Oppo ra cái mẫu này khá là đẹp này các bạn. Máy được trang bị cái màn hình, đó là màn hình AMOLED với lại độ vân giải lên tới Full HD cộng G2K nha các bạn nhé. Mặt kính cong hai bên rất là đẹp rồi các bạn. Máy có tần số quét khá là cao lắm, lên tới 120Hz thì giúp các bạn trải nghiệm chơi game thoải mái nha các bạn nhé. Lần này thì thiết kế màn hình thì Oppo đặt camera không vì ở một góc nữa mà sẽ đặt ở chính giữa nha các bạn nhé. Đây là một mẫu thiết kế mới của Oppo. Về mặt lưng thì con này vẫn sử dụng đó là chất liệu theo Oppo, đó là sử dụng công nghệ mới là công nghệ Crown giống như cái mẫu Reno trước các bạn nhé. Và camera kép như này khá là to đấy các bạn, camera chính thì được độ dài lên tới 108 megapixel, kèm với hai camera phụ thì nằm ở trong, được đặt gọn ở trong một cái camera như này luôn, ống kính tròn như này. Về phần hiệu năng thì chiếc máy này sử dụng là con chip Snapdragon 695 5G các bạn nhé. Con chip này cũng khá là mạnh này, RAM 8 bộ nhớ 128GB và có một phiên bản nữa là 256GB thì phiên bản độc quyền tại thế giới động lực mới xanh nhé các bạn. Để giới thiệu nhanh qua cho các bạn xem nhé. Thì hiện tại Oppo đang cho các bạn đặt hàng từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 10 tháng 2 các bạn nhé. Khi các bạn đặt cọc 500.000 thì các bạn sẽ được tặng một cái loa như này. Đây là một cái loa Tekin này các bạn này. Loa này online. Loa này thì có giá là 1.590.000. Con này thì có cả kèm dập đèn này các bạn, cảm ơn các bạn chạm vô sẽ thay đổi sáng. Và cộng với đó trả góp không lãi suất nha các bạn. Chương trình thì tới ngày 10 tháng 2 này các bạn nhé, sẽ giao hàng là bắt đầu ngày 11. Đây, mình sẽ cho các bạn xem qua một lần nữa nhé. Máy thì sẽ có hai màu, màu vàng và màu đen này các bạn. Đây là màu vàng này, cầm nắm khá là thoải mái. Con này thì đi kèm theo sạc đó là 67W, dung lượng pin là 4700 nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Các bạn thấy hay nhớ like cũng như bấm đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt các bạn.